chào chị và các bạn, mình là Nemu của Nemtech Gamer Channel. Ngày hôm nay trong video này mình sẽ review cho mọi người về bộ kỹ năng của một võ sĩ mới được ra mắt bên sạc của Trung Quốc. Đó là Yamazaki Ryuji tư chất 15. Thì hiện tại là sạc của Trung chưa có đua, chỉ là có cập nhật thêm ở trong cái danh sách võ sĩ thôi. Đây là Yamazaki tư chất 15, là một võ sĩ vệ. Thể loại võ sĩ là cái chết điên cuồng, sói đơn độc khát máu. Ở duyên 1 của chúng ta có Yamazaki, ở duyên 2 là có Mr. Big và Geese, ở duyên 3 là có Orochi Yori và Orochi Leona. Thì Yamazaki này sử dụng vũ khí là Bloody Blade, là có nghĩa là dao đẫm máu. Yamazaki thì sử dụng hồn hiệu Orochi và hồn sách võ tự do. Giới thiệu về võ sĩ thì Surimachi ở đây tức là một ông trùm băng đảng. Người này rất là kính, rất dạng giống như rất là trọng dụng Yamazaki và đã dạy cho hắn ta cái phong cách chiến đấu bằng tay không. Yamazaki thì cũng rất là tôn trọng ông trùm này. Sau khi Surimachi bị phục kích và bị giết bởi băng đảng thù địch, thì Yamazaki đã báo thù bằng cách là giết người đứng đầu của cái băng đảng đó và sau đó bỏ trốn sang Hồng Kông. Về phần hồn lực thì Yamazaki sở hữu cho mình là hồn rắn, nhận 55 nộ khi tấn công, nhận 34 nộ khi bị tấn công. Như vậy đây là một hồn rắn lai rùa. Chúng ta sẽ bước vào bộ kỹ năng. Đầu tiên là độc chiêu. Tấn công một mục tiêu, tăng 50% thủ và tỷ lệ đảo đòn cho bản thân. Bản thân sẽ nhận được hiệu ứng Undying, có nghĩa là bất khuất. Máu bản thân càng thấp thì sát thương càng cao, tối đa 60%. Gây hiệu quả Cinder Armor là cái hiệu quả mà phá giáp lên mục tiêu. Thì hiệu quả phá giáp này sẽ có tác dụng là giảm 20% khá sát thương trong 2 lượt, bỏ qua miễn khống và không thể bị hóa giải. Hồi 200 nộ và 20% máu tối đa cho bản thân. Nhận được hiệu ứng Revocation là hiệu ứng khiêu khích. Trong vòng 1 lượt thì khi mà nhận sát thương từ tuyệt kỹ thì sẽ miễn nhiễm cái lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo của cùng một mục tiêu, tối đa lên tới 2 lần, và sẽ nhận thêm một cái hiệu ứng ở đây, nó ghi là Mighty Slow, thì mình tạm dịch là gọi là sức mạnh cưỡng chế. Thì sẽ nhận được cái sức mạnh cưỡng chế này khi mà máu của bản thân lớn hơn 50% và không thể bị hóa giải. Kế tiếp là phần thức tỉnh vũ khí. Tấn công một mục tiêu, ưu tiên kẻ địch mà đang bị dính cái hiệu ứng là phá giáp, sẽ gây thêm 15% sát thương lên mục tiêu đó, tăng cho bản thân 30% công thủ, tăng 25% kháng sát thương độc chiêu, tăng 40% tỷ lệ tung độc chiêu cho bản thân. Hút 25% kháng sát thương từ mục tiêu chính, sẽ nhận lại một phần sát thương bằng với 30%, 30% mà tỷ lệ sát thương, tỷ lệ kháng sát thương của bản thân. Hiệu quả này sẽ có tác dụng trong một lượt và có thể cộng dồn với những búp tương tự, sẽ cướp cái búp từ mục tiêu, đồng thời cướp luôn cái máu
HP thì là cái lượng máu cướp này sẽ bằng cho 5% cộng cho cái lượng máu mà đã bị bại huyết của mục tiêu đó để hồi máu cho bản thân, và hồi một lượng tương tự cho hiệu ứng là Frenzy Blood, có nghĩa là máu điên, mình tạm dịch gọi thẳng luôn là máu điên, thì sẽ gây bại huyết, tỷ lệ gây bại huyết bằng 30% cái lượng sát thương mà cái lượng cướp HP, sẽ gây ra một hiệu ứng gọi là vết thương đâm lên mục tiêu chính. Thì sau khi mà bản thân hành động thì sẽ gây sát thương bằng 3% máu tối đa. Nếu như mà tỷ lệ sát thương của bản thân lớn hơn kháng sát thương của mục tiêu thì sát thương sẽ tăng thêm 0.1% với mỗi 1% chênh lệch, và cái sát thương thêm thì sẽ 100% gây bại huyết, sẽ bỏ qua miễn khống và không thể bị hóa giải. Nếu như không có mục tiêu đứng đằng sau mục tiêu chính thì sẽ gây thêm 60% sát thương. Ngược lại, nếu có mục tiêu đứng đằng sau thì cái mục tiêu đứng sau sẽ bị nhận 100% sát thương. Nếu như bản thân bị dính hiệu ứng mà phá giáp thì sẽ ngay lập tức kích hoạt máu điên. Cái tỷ lệ hồi phục này sẽ dựa trên 60% máu điên hiện tại, nhưng sẽ không tiêu thụ hết, đồng thời sẽ xóa bỏ hiệu ứng phá giáp của bản thân. Tiếp theo là phần nội tại 1. Mọi sát thương bản thân gây ra sẽ bỏ qua miễn khống. Và cuối cùng là nội tại 2. Tăng tỷ lệ máu tối đa cho bản thân 20% ở level 1, tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, tăng 40% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ cho bản thân, tăng thêm 20% siêu kháng sát thương cho bản thân, vĩnh viễn tăng 4% siêu sát thương với mỗi một kẻ địch mà đã giết ở trong trận đấu, chỉ tính khi mà kẻ địch bị hạ gục một lần và sẽ không tính viện trợ. Lượt đầu tiên khi ra trận, sát thương đơn mà bản thân nhận được sẽ không vượt quá 30-60% máu tối đa của bản thân. Kẻ địch trên sân càng nhiều thì phần trăm này càng thấp và chắc chắn tung độc chiêu. 40% sát thương gây ra sẽ là 80% sau khi hồi sinh, và 30% sát thương gánh chịu sẽ được lưu trữ vào cái hiệu ứng là máu điên. Tối đa cái hiệu ứng máu điên này sẽ chỉ được là tối đa 20 lần dựa trên chỉ số công của bản thân. Vào lượt hành động của bản thân, nếu như mà máu điên đạt ngưỡng tối đa thì sẽ tiêu thụ toàn bộ máu điên để hồi HP cho bản thân và sẽ nhận lại một phần kháng sát thương tương đương với lượng máu đã hồi. Nếu như lượng máu HP đã hồi mà đầy thì cái phần mà dư ra sẽ được chuyển hóa thành tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đổ đòn, và cái tỷ lệ này sẽ được tính bằng là 20% cộng cho cái phần mà dư thừa, sẽ có hiệu quả trong vòng 2 lượt và không thể bị hóa giải. Mỗi lần bản thân tiêu thụ cái lượng máu điên thì sẽ vĩnh viễn tăng 5% công, sẽ cộng dồn với bước tương tự, không thể bị hóa giải, và cái cộng dồn này có nghĩa là không giới hạn luôn. Tất cả mọi đòn tấn công của bản thân sẽ bỏ qua phản đòn, nhận một tầng kháng bại huyết vào mỗi một lượt, có thể hồi sinh. Mình dùng từ có thể, tại vì bên server Trung Quốc là có con Instinct Yuri là có thể là cào mất hồi sinh, cho nên là hồi sinh là một lần một trận sẽ được nhận lại full HP và nộ, và sau đó sẽ có từ 1 cho tới 3 lần kháng chí tử dựa vào số địch trên sân sau khi hồi sinh, có nghĩa là địch càng nhiều thì cái số lần này sẽ càng nhiều. Khi bản thân nhận sát thương chí tử sẽ hóa giải mọi trạng thái bất lợi kể cả hóa đá, gây hiệu quả
gây hiệu ứng phá giáp lên bản thân và một mục tiêu ngẫu nhiên phe địch. Ưu tiên mục tiêu mà đánh tấn công bản thân lần cuối cùng thì hiệu quả phá giáp này sẽ giảm 20% kháng sát thương trong vòng 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể bị hóa giải. Đồng thời bản thân sẽ sử dụng tuyệt kỹ để phản đòn lên cái mục tiêu đó, nhưng mà đòn phản đòn này sẽ không gây hồi nộ. Skin này của Yamazaki có tên là Bệnh nhân tâm thần. Mới đầu mình nhìn mình tưởng đâu là gia nhập câu lạc bộ Juventus, nhưng mà không phải, thật ra ảnh đã gia nhập hội Varian ở trong Aulas. Thì video của mình cũng tới đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và vô ích thì để lại một comment, một like, share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.